tác ở xa ạ? Vâng. Thế rồi công tác này vào cái thời gian này nhỉ? Tôi đang bí người quá. Được rồi, để tôi sẽ bố trí nhá. Vâng, chào anh ạ. Chết rồi. Ngày mai mình phải đi công tác ở tận miền trong. Ngày mai là hết thời gian con trai mình phải về nhà. Chứ rồi ai trông nó bây giờ nhỉ? Bố nó thì đi cũng đi công tác chưa về. Trời ơi, bây giờ mình phải làm thế nào nhỉ? Ngày mai thằng Ngọc Ruby nó về rồi, bà ngoại đã cho nó chơi ở đây một tháng rồi. Ngày mai nó về đây ai trông nó bây giờ nhỉ? Bây giờ mình phải làm thế nào nhỉ? À, hay là mình đi tạm thời tìm những người giúp việc trong vòng một tháng thôi. À đúng rồi. Thế nhưng mà bây giờ mình tìm người giúp việc ở đâu nhỉ? À, mình đau đầu quá, tìm người giúp việc ở đâu bây giờ nhỉ? À, mình nhớ rồi. Ở ngoài kia có một khu chợ. Ở đấy chuyên có người đến đấy để đi tìm việc. À đúng rồi, vậy thì mình sẽ phải đi ra đấy xem thế nào nhá. Phải đi tìm gấp người giúp việc mới được. Mẹ ơi, mẹ hiền lành thế sao mẹ lại bị ốm? Bây giờ con đang đi học thì con biết làm gì để chữa bệnh cho mẹ bây giờ? Kiếm tiền mua thuốc cho mẹ nhỉ? Chắc là mình phải làm như vậy rồi. Không thì mẹ sẽ không khỏi bệnh đúng không? Mình đã chuẩn bị một cái bảng như thế này rồi. Nhưng mà nếu như không cần cái bảng này, mình giao tiền đến thì không ai biết là mình cần tiền để nuôi mẹ. Cho nên mình đã chuẩn bị một cái bảng như thế này. Bây giờ mình phải đi vào người thì họ mới biết được. Việc để mình kiếm tiền mình nuôi mẹ, nhưng ai cần thuê người giúp việc thì sẽ thuê mình nghỉ. Thôi, cái bụng mình kêu rột rồi, đói quá. Từ sáng đến giờ mình chưa được ăn gì hết. Không biết có ai thuê con không để con kiếm tiền con nuôi mẹ. Ôi, cô có cần người giúp việc không? Cho cháu đi làm việc để cháu kiếm tiền. Ôi, chú có cần người giúp việc không? Chú nhận cháu đi. Cháu đi kiếm tiền để cháu nuôi mẹ. Mẹ cháu đang bị ốm. Không, cháu ạ, chú không cần đâu.
cần tìm việc lấy tiền nuôi mẹ ốm. Cháu ơi, cháu viết cái bảng này đi ạ. Cháu đọc lại cho cô xem nào. Thế có nghĩa là mẹ cháu bị ốm hả? Ốm có nặng không? Nặng lắm à? Thế là bệnh gì hả cháu? Rồi mỗi tháng cô sẽ trả cháu 1,5 triệu nhá. Đây bây giờ cô sẽ đưa bảng cho anh Trang là lúc nào là cô sẽ giữ bệnh nhá. Thì thôi bây giờ đi theo cô về nhà giúp việc cho cô nhá. Rửa tay sạch sẽ khi nấu ăn này, dùng bát đũa thì nhẹ nhàng thôi nhá, mạnh nó mà vỡ cái bát đũa nào là tí về cô xử đấy. Mỗi cái bát vỡ là cô sẽ trừ tiền lương ấy. À cô quên cái vừa đấy mày là à cháu ở đâu ấy? Ở Thanh Quang hả? Được rồi, làm việc đi nhá, tí về mà chưa có cơm là cô mắng đấy. Bút gì mình có thể được ăn như cái bát sen này.